Sáng nha, mới vệ sinh xong con 70G này. Thì bây giờ mình sẽ quay trực tiếp nó cho các bác xem. Con này họ quay. Rồi, vô thùng. Các bác muốn hỏi giá con nào các bác nhắn tin cho mình nha, tại vì lượng người điện giờ nhiều quá cho nên nghe không kịp á. Các bác cứ nhắn tin đi, số khung có đủ hết trơn á. Con này là số khung là 190 0190. Cái này 70G cho nên khó quay cục máy lắm. Để chút nữa mình stop lại cái mình mở đèn lên mình chiếu các bác xem. Nhân chừng mình đây đây. Cái lô 8 chiếc về hôm qua thì chiếc này là chiếc đẹp nhất. Còn mấy con kia nó rẻ, nó có 250. Đây là cái lượng của nó nè, các bác xem nè. Nó sừng ghim đó. Nó bóng vậy đó. Rồi mở ra luôn. Đây, ở trong nó đây. Khỏi. Đây là số lượng máy mình còn nha các bác. Còn rất là nhiều máy nha, các bác cứ tới lựa thoải mái. Nhiều máy cho bác lựa. Ngày 13 tháng 1 2017 mình xin cập nhật số lượng máy chút nha. Thì hôm qua thì cái lô hàng mới cũng đã về. Đây là hai chiếc mới về mà khách đã đặt rồi nè. Giờ chuẩn bị xuống bồn thôi. Này 70G không à. Phải hạ bồn xuống cho người khác. Cũng còn nhiều máy lắm. Cái giá dao động từ 250 đủ lên ha. Đủ loại hết. Giá nào cũng có. Mình có đăng video của từng máy
các bác xem video từng máy rồi sau đó nếu các bác muốn biết giá thì các bác nhắn tin đi nha. Đây, điện thoại của mình bây giờ số lượng người gọi quá nhiều, các bác nhắn tin mình sẽ trả lời lại cái giá tiền đó, mặc dù bác nhắn số khung số máy giá bao nhiêu là mình sẽ trả lời lại cho các bác. Còn các bác nếu mà cảm thấy thích những video mình đăng á, hay là muốn theo dõi kênh bán hàng của mình á, thì ở dưới góc đây, góc trái nó có một cái nút là nút đăng ký, hay còn gọi là nút subscribe á, màu đỏ đỏ. Các bác nhấp vào đó là các bác sẽ đăng ký cái kênh YouTube của mình, là những video mình đăng là nó sẽ hiện lên đầu tiên. Rồi, cảm ơn các bác nha. Xin chào các bác nha. Bữa nay 12 tháng 1 nè. Về thêm một lô máy 8 chiếc nữa, 70G, 70 thường, cái giá dao động từ 250 đổ lên nha các bác. Các bác cứ tới lựa đi, về 8 chiếc lần. Đây là đợt đầu nè, máy về đợt đầu thì nó 4 chiếc, còn đợt sau đi đường bên Cần Thơ về thêm 4 chiếc nữa. Đợt này máy đẹp mà giá rẻ, các bác cứ tới lựa thoải mái nha. Đây là 70G. Nó còn 2 con nữa. Thì hiện tại trong kho cũng còn được hơn 10 chiếc á. Thì 8 chiếc này được khoảng 18 chiếc. Các bác cứ vô lựa. Nhiều máy mà. Để mình quay 2 con này cho các bác xem nha. Con sau là 70G, 70 chân. Một chút nữa khi về máy đủ rồi mình sẽ làm clip test từng máy nha các bác. Các bác cứ vào xem số khung mình có để các bác. Tiếp tục là lô 4 chiếc tiếp theo nha các bác. Hôm nay 2 top. Không có gì một lượt như mọi khi nữa.
Nép ra ngoài xíu chở vô. Nép ra ngoài xíu chở lọt vô. Chút nữa mình sẽ cập nhật số lượng máy nha, cũng khoảng 18 chiếc đó. Để mình sẽ làm những video riêng của từng chiếc. Các bác cái việc vào xem cái số khung á, các bác nhắn tin đi, cứ nhắn tin cho mình số khung nó bao nhiêu, mình sẽ trả lại cái giá luôn nha. Lượng người gọi nó cũng nhiều quá, mà các bác nhắn tin cho nó tiện hơn. Các bác cảm thấy thích những cái video mình đăng thì các bác ở dưới đây góc trái nó có một cái nút là nút đăng ký, hay là còn ghi là không ghi là subscribe, nút đỏ đỏ, các bác nhấp vào cái đó là các bác đăng ký theo dõi cái kênh bán hàng của mình, biết được số lượng máy rồi giới thiệu máy ha. Cái này không chịu làm lại mà làm cái đà mà. Sao không làm lại lại á? Cái vậy nó đâu quậy hùng đâu, mới chịu quậy dữ. Đây luôn. Đúng luôn. Chào các bác nha. Cập nhật số lượng máy chút xíu. Mấy ngày đầu năm mới.
Chúc các bác làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hiện tại giờ mới vừa về thêm lô 8 chiếc nữa, giờ cũng có khoảng mười mấy 20 chiếc á, để các bác lựa. Đây là 2 chiếc 95 nè, còn lại mấy chiếc 70 hết. Giá đợt này thì cũng dao động từ 250 đổ lên thôi, tùy chiếc. Những cái chiếc 70 kia mới về người ta đặt luôn rồi, đang chuẩn bị hạ bồn. Còn mấy chiếc, hai chiếc kia thì đang vệ sinh.